Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư lên Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Trở lại với cà phê sáng ngày hôm nay, trước khi mà đi vô bản tin này đó thì phải hỏi Ngọc Lan là hôm chúng ta làm chương trình trung thu ở ngay thương xá Phước Lộc Thọ đó Thì hôm đó có thi anh bánh trung thu ở đó hay không? Có à, Có hả? Cái vậy. người mà anh mà thắng giải đó, thì anh được hết cái bánh trung thu trong vòng bao nhiêu lâu? thì thời gian là chỉ có à, một phút thôi Một phút thôi? Dạ Mà ăn hết cái bánh trung thu luôn? Wow. Ừ Wow, nam hay người nữ? Ờ, mỗi đợt như vậy, có khi có nam, có khi có nữ à, Rồi thưa quý vị tại vì hỏi như vậy đó tại vì cái 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 câu chuyện này nó có liên quan tới cuộc thi ăn lobster cuộc thi ăn lobster thống đốc của tiểu bang New Hampshire là Chris Sununu đã nhảy vào hành động ngay lập tức trong một cái cuộc thi ăn lobster ngay tại tiểu bang này đó là khi ông đứng ông coi những người mà đang thi ăn lobster như vậy đó thì thưa quý vị Ông thấy có một người có vẻ hình như là đang bị nghẹn, tức là nuốt không kịp cái miếng miếng lobster đó hay sao đó và bị nghẹn. Thì khi mà ông thấy cái người đang ăn đó ở cuối cái dãy bàn đó mà giơ cái tay lên có vẻ như là đang cầu cứu thì ông đứng ngay đó mà ông nhảy tới liền lập tức và ông làm một cái hành động để mà làm cho người đó bị văng cái miếng đang bị nghẹn ở trong cổ ra. Một cái tư thế nó gọi là Heimlich có nghĩa là mình ôm cái bụng người đó đó rồi mình rồi mình hãy lên đó để cho cái người đó văng cái miếng đang bị nghẹn ở trong cổ họng ra thì cái cái này đó đã được nhiều người đang đứng đó quay video bằng điện thoại này kia họ quay được và họ nói là ông này nhanh ghê có nghĩa là ông, ông 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 không biết làm sao mà ông lại nhìn thấy được cái người ở ngồi cuối cái bàn dơ dơ giơ cái tay lên mà nói là cầu cứu đó thì ông tới và ông biết rằng là cái người đó đang bị nghẹn rồi thì ông làm cái cái tư thế để mà cái người đó văng cái miếng nghẹn ra mà, mà mà có một cái điều lạ nữa đó thì qua cái bài này đó đây là cái cuộc thi nó có tên là Hampton Beach Lobster Roll Eating ngày hôm thứ ngày hôm chủ nhật là khi sau khi à, sau khi mà ông giúp cho người cái người đó lấy cái miếng bị nghẹn nó ra khỏi cái miệng của mình đó thì cái người đó tiếp tục ăn tiếp nữa <laughs> Sau đó người đó tiếp tục thi và ăn tới 7 miếng lobster sau khi mà bị cái 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 cái, cái, cái bị nghẹn này. À, cho nên tôi mới phải nói rằng là à, thống đốc của tiểu bang New Hampshire thì cũng nhanh thật, tức là ông vừa nhìn thấy xong một cái là bay tới là giúp đỡ cho cái người này liền. Thì đây là cái câu chuyện mà nói rằng là à, tôi không biết đó chứ ăn lobster với ăn bánh trung thu thì tôi nghĩ rằng ăn bánh trung thu chắc nó nó khó khó hơn là lobster lobster thì người ta miếng thịt nó cũng mềm hơn nó cũng chứ ăn bánh trung thu thì nó vừa khô khan mà nó chứ đã có, có được uống nước trong lúc mà anh hay không hôm, hôm bữa có có được uống có, nước dạ. hả chắc phải có nước uống đúng rồi đúng rồi phải đưa cho mỗi người một chai nước chứ, ừ. chứ không thôi họ mắc nghẹn Đó, sao thấy không Đó. dạ nhưng mà ở những người mà thi ăn bánh trung thu á À, mỗi năm giống như là họ luyện á nha giống như những à, người mà người ta ăn uh, thi ăn hamburger ăn hay đó, là ăn đó, hot dog à. đó họ phải luyện họ ăn làm sao uh, cách uống nước như thế nào họ đều luyện hết quý vị chứ không phải là muốn ăn là ăn hay là uh, ăn uh, thi ăn bánh bông lan á uhm. ăn mà không không khéo là sẽ nghẹn nhưng mà uống nước cũng vậy uống vô như thế nào để cho nó trôi chứ không phải uống xong rồi uh, có những lúc quý vị thử thì ăn bánh mông lan xong uống nước á, nhiều khi nước nó không có trôi á, nó trận trắng mắt luôn. À, thưa quý vị, à, đây là một cái bản tin mà mình đọc lên có nhiều người sẽ nói rằng là nước mỹ cũng có những cái chuyện mà nó kinh khủng đến như vậy hay là sao? À, cũng giống như hôm qua khi chúng tôi đưa tin là có những cái vụ mà cháy á, xin lỗi, à, trời nóng rồi cháy dẫn đến chuyện là nhiều trường học sẽ phải thay đổi cái lịch học thay đổi các hoạt động bởi vì nhiều lớp học không có máy lạnh thì có những khán giả nói Ồ ở Mỹ mà lớp học không có máy lạnh nghe lạ thật ra chuyện đó không lạ à, thì ở đây là cái một cái phóng sự liên quan đến việc là vợ của một người tù nhân ở California đã thắng kiện liên quan đến cái việc là cô đòi một cái khoản tiền bồi thường lên đến là 5.6 triệu đô la về cái việc là cô đi thăm chồng của cô là một tù nhân nhưng cô lại bị khám xét toàn thân mà không phải là khám xét bình thường à, nói là khám xét toàn thân mà lúc đó cô đang mang thai thì những người ở nhà tù đó đó yêu cầu cô đó là cởi hết đồ ra khám xét không à, ngoài cái chuyện khám bình thường yêu cầu cô là phải khám như cái kiểu phải qua là ct scan rồi x uh, ray đủ thứ hết trơn thì sau đó thì cô mới thuê luật sư và kiện cô nói cái chuyện này không phải là kiện riêng cho cô mà kiện cho tất cả những người phụ nữ khác đã bị những cái nhân viên ở nhà tù đã lạm dụng tình dục của họ như thế nào và đây là một cái câu chuyện uh, người ta cho rằng nó không là đơn lẻ mà trước đây một nhà tù ở bắc cali đã phải đóng bởi vì sao sau một cái phóng sự của bên uh, uh, bên cái uh, bên cái cơ quan thông tấn AP của hãng thông tấn AP họ điều tra phanh phui ra và họ đặt tên cho ở cái chỗ đó là uh, họ gọi cái tên rất là kinh khủng đó là câu lạc bộ hiếp dâm. Nhà tù mà họ đặt tên là câu lạc bộ hiếp dâm và họ phanh phui ra đến nỗi là cái nhà tù đó phải đóng cửa luôn là bởi vì cái tình trạng mà lạm dụng tình dục lan tràn của các nhân viên quản giáo đối với lại các nữ phạm nhân ở đây. Thì ở đây là cái câu chuyện này đó là cái uh, cái cô này, cái người phụ nữ này tên là Christina Cadenas. Uh, cô kể về cái sự việc vào ngày 6 tháng 9 của năm 2019 khi mà cô đi thăm chồng cô ở một cái um, ở một cái uh, trại tù ở California. Uh, thì Chapi thì khi mà cô vào đó thì những cái nhân viên quản giáo ở đây đã yêu cầu là phải khám xét toàn thân để mà xét nghiệm coi là trong người cô có dấu ma túy hay không rồi nói rằng là cô có bầu thì cổ nói là phải khám xét luôn cái thai kỳ phải chụp x quang chụp ct tại bệnh viện rồi yêu cầu một cái có một cái bác sĩ nam khám xét nhưng mà nói là cái khám xét của họ là xâm hại tình dục cô thì khi mà khám xét như vậy cô nói là cô cảm thấy rất là nhục nhã khi họ để cho cô giống như là toàn thân à, à, mình trần như vậy đi từ cái chỗ này qua chỗ kia để mà kêu là chụp và CT rồi X-ray đủ thứ hết mà cô nói đó không phải là cái lần đầu tiên mà cô bị như vậy mà trước đó khi mà cô đi thăm chồng cô lần trước đó cô cũng bị nhưng mà nó không đến nỗi cho cô cái cảm giác mà nhục nhã đến như vậy nhưng mà cái lần đó thì cô cảm giác là cô cô à, rất là khó chịu ngay cả với những cái câu hỏi của những nhân người đó là tại sao phải đi thăm uh, chồng cô mặc dù sau khi khám xét rồi họ không cho cô vào thăm chồng ừ. cô uh, họ xám xét coi là uh, cô có bầu thật hay không cô có giấu ma túy ở trong người cô hay là không rồi khi đi như vậy đó cô lại bị lúc mà đi qua nơi này nơi khác thì họ lại còng tay cô nữa ừ. thì tất cả những cái chuyện đó À, cô lại phải là người trả tiền cho tất cả những cái dịch vụ Mà khám như vậy là 5.000 đô la Thì sau khi những cái chuyện đó xảy ra Thì cô đã thuê luật sư Và cuối cùng thì ngày hôm qua cái phán quyết đã đưa ra Đó là cô đã giành được Cái nhóm luật sư của cô đó giành được cái chiến thắng Đó là phải trả cho cô đền bù Đó là 5 triệu 6 Mà trong đó đó Cái nhà tù đó là phải trả là 3 triệu 6 còn lại 2 triệu kia đó là phía bên những cái nhân viên mà bị kiện đích danh rồi cũng như là cái bệnh viện mà đã tham gia ở trong cái vụ này cùng với ông bác sĩ thì đó là những người phải đền bù 2 triệu còn lại 3 triệu 6 là ở phía bên cái nhà tù đó thì từ ở đây như đã nói rằng là cô nói cô làm cái công việc này không phải là vì cho cá nhân của cô mà bởi vì trong thời gian qua khi mà cô đi đến để mà cô đi thăm chồng của cô cô cũng đã chứng kiến những cái việc mà những nhân viên quản giáo ở đó họ rất là lạm dụng cái quyền của họ rồi cũng ở trong cái vụ kiện này người ta có cái yêu cầu rằng phải có những cái bản quy định rõ ràng về cái chuyện khám xét ra làm sao phải đưa cho những người đi đến đó à, những người mà đi thăm á người ta đọc và người ta có đồng ý hay không và cái cách thức khám xét làm sao để thể hiện cái sự tôn trọng họ chứ không phải là cũng xem họ giống như là những người tù nhân ừ. hay là uh, thể hiện cái sự xúc phạm đến họ, vân vân thì có rất rất là nhiều những cái điều đã được đưa ra thì như đã nói uh, cái chuyện mà ở những cái người mà ở trong tù á những người quản giáo ở đây nhiều người họ rất là kinh khủng kinh khủng đến nỗi mà bên hãng thông tấn ap họ làm được một cái phóng sự điều tra để phanh phui ra được những người nhân viên quản giáo mà gọi là câu lạc bộ hiếp dâm của một nhà tù nữ để phải đóng cửa luôn cái nhà tù đó thì quý vị sẽ thấy được rằng là Ờ, Mỹ này có nhiều điều hay nhưng mà cũng đằng sau đó cũng có rất là nhiều cái điều rất là kinh khủng nhưng mà cái quan trọng là người ta phanh phui ra được và người ta thực hiện được những cái điều gì để cho mà nó tốt đẹp hơn. Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.